Quá khủng với em đồng hồ cuckoo. Con này em đồng hồ cuckoo sừng hươu các bác nhé. Chiếc đồng hồ này phải nói là cực kỳ to. Con này đặt cho những ngôi nhà lớn luôn ạ. Con này cái size nó từ dưới cái quả tạ lên này, lên đến đỉnh sừng hươu nó hơn 1 mét cơ. Tổng chiều dài từ dưới cùng quả tạ lên trên sừng hươu cao hơn 1 mét, các bác chú ý hộ em. Cao hơn 1 mét đấy ạ. Ở điện thoại thì em bắt buộc điện thoại nó nhỏ, nhìn điện thoại thì nó nhỏ nên em phải nói như thế để cho các bác nắm được cái chiều cao. Chiều tổng thể là từ dưới này này, cái điểm quả tạ này nhá, các nhá. Cái điểm hai quả dưới này nhá. Lên đến đỉnh trên cùng của cái sừng hươu là chiều cao nó trên 1 mét luôn, trên 1 mét. Còn cái chiều ngang. Chiều ngang này các bác nhìn găng tay em này, găng tay em 20 nhá, 20 hơn 20 này. Đấy, chiều ngang nó hơn 50 rồi. Chiều ngang tầm 50 hơn 50 rồi. Ở giữa đây quả lắc hình chiếc lá đấy. Đây quả lắc size lớn ạ. Những cái đồng hồ này các bác có thể đặt cho những căn phòng lớn. Chiếc này em xếp số thứ tự, nó là chiếc đồng hồ số 6, mức giá 6,8 triệu. Con này nó to gấp đôi những cái đồng hồ khác, gần gấp đôi các đồng hồ thôi, bởi vì nó hơn 1 mét cơ mà. Những con kia nó chỉ 5 đến 60 đấy, 1 mét. Kim số là mã, kim số là mã, tất cả kim số là mã. Tất cả được cả bằng gỗ hết nhé, không nhé, đừng bằng gỗ. Được đục đục chạm bằng gỗ hết ạ. Con này điểm giờ là chỉ điểm theo giờ thôi các bác nhé. Ví dụ 2 giờ điểm 2 tiếng, 3 giờ điểm 3 tiếng. Chứ 2 rưỡi nó không điểm hoặc 3 rưỡi nó không điểm. Đấy. Thế sau đây em sẽ test giờ cho bác nhé, em test này, 3 giờ này. Đấy. Đấy. Em chỉnh nhé, tiếp tục nhé, điểm giờ cho bác nhé. Đây 15 không kêu này, 30 không kêu này, 35 không này. Đấy. 1 tiếng này, 2 tiếng này, 3 tiếng này, 4 tiếng này, 5 tiếng này. Vậy là chiếc đồng hồ này đang sai giờ. Nó kêu 5 tiếng thì cái kim này phải chỉ đây. Trước khi đi em sẽ test em chỉnh cho các bác. Nói chung cách chỉnh rất là dễ thôi. Bác chỉ cần vặn ốc này, nhấc kim, chuyển kim đến đây. Kim giờ là ấy nguyên, thế là xong. Kim giờ chuyển xuống, kim phút để nguyên là xong. Rất là dễ thôi. Sai cực kỳ lớn luôn các bác nhé. Chiếc đồng hồ này có mức giá, số thứ tự là số 6, mức giá 6,8 triệu. Bác nào có nhu cầu liên hệ, em cảm ơn.